Chào các bạn. Như màn hình trên các bạn đang nhìn thấy là cái mock-up của một cái logo cho trường mầm non. Chúng ta làm thiết kế xong nhé, các bạn nhìn này, các bạn tôi làm một cái thiết kế xong. Đây là một số các cái phương án này, một số các phương án. Tuy nhiên để mà được khách hàng lựa chọn, khách hàng duyệt thì chúng ta cũng nên tạo ra các cái mock-up. Đó, chúng ta cũng tạo ra các mock-up ví dụ như này chẳng hạn. Đấy. Và đây là mock-up của cái logo. Mock up của cái giao diện điện thoại chẳng hạn. Ở đây là mock up của cái poster chẳng hạn đúng không? Thì tôi khuyên các bạn nếu mà chúng ta bắt đầu bước chân vào ngành thiết kế đồ họa cũng như những ngành tương tự như thế thì các bạn sau khi mà thiết kế xong một cái logo thì các bạn nên thiết kế các mock up cho nó, thì từ đấy các bạn có thể nhìn được một cái nhìn này, tổng quát hơn, và đặc biệt là khách hàng cũng có thể hình dung được là cái logo của họ sẽ ứng dụng vào như nào, các cái poster sẽ ứng dụng làm sao. Đấy, thì với cái hình như này, nếu các bạn nhìn này, với cái hình này tôi thiết kế này, đúng không? Màu xanh và màu cam, màu vàng cam thì hợp mệnh mà. Thì dựa trên cái màu xanh màu cam thì các cái thiết kế tôi cũng mock up, tôi cũng đổi màu cho nó, đấy màu xanh và màu cam thì nó tông sẽ tông đúng không? Thì nó rất là phù hợp với trẻ, với lại mầm non với trẻ con. Đây là các cái thiết kế về về trường mầm non chẳng hạn. Chúng ta nói gì thì nói nhưng mà chúng ta thiết kế xong chúng ta nên tạo các mock-up. Ví dụ như đây là cái cuốn tạp chí, về người CMC chẳng hạn. Đó. Và bản tin tạp chí đấy. Thì sau khi thiết kế xong thì tôi cũng sẽ phải tạo ra các mock-up như này. Đây. Tôi cũng sẽ phải tạo ra các mock-up để sao? Thứ nhất là xếp duyệt, đúng không? Thứ hai là chúng ta cũng có một cái nhìn tổng quan hơn về cái hình, cái thiết kế. Đó. Và đặc biệt là chúng ta còn có một cái CV đẹp đúng không ạ? Đấy. Đây này, cái bìa đây. Đấy. Chúng ta còn có một cái CV đẹp để mà chúng ta còn còn đi xin việc chứ. Đây, ví dụ như đây là cái sản phẩm thật nhá. Đây là cái sản phẩm thật này các bạn này. Cái sản phẩm này là sản phẩm thật tôi thiết kế đây. Thì tất nhiên là cho cái sản phẩm thật đấy thì cũng có đây cũng phải có mock up lên. Các bạn nó không khác gì nhau, nó chỉ có cái máy đèn này thì chúng ta ngân sách ít thì chúng ta chỉ minh họa thôi nhé. Thì đây ví dụ như cái sản phẩm bộ sự kiện 28 năm thành lập chẳng hạn thì tôi mới thiết kế cả cái mock up cúp này, rồi là mock up bọc poster bóng đá này, đấy đây, cái backdrop bóng đá nhé, đây cái poster này đúng không ạ. Ngoài ra thì đây là cái key visual của một cái sự kiện đấy. Thì chúng ta làm chúng ta cũng phải làm đầy đủ. Nào là mock up của cái màn hình điện thoại, mock up của cái máy tính đúng không? Poster chẳng hạn, là mock up của giá chạy đấy, ta phải thiết kế nó đầy đủ chứ không phải chúng ta làm chơi 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 xong rồi duyệt đâu thì rất là khó nhé. Tôi cũng khuyên các bạn trẻ này, các bạn đang một số bạn đang thiết kế với cái giá mà 1 thì 200 nghìn hoặc là 50 một cái poster ấy. Thì tôi nghĩ các bạn cái thời gian để thiết kế các bạn nên dành cho thời gian các bạn nghiên cứu nhé, chứ đừng đừng thiết kế một cái xong là lấy một cái giá 20-30 nghìn, nó thật sự là nó phí cái công của các bạn. Đây ví dụ này có một cái poster này tôi thiết kế xong, đây là cái profile nhé, tôi thiết kế xong tôi sẽ tạo nó các mock up đó. Thì dựa trên cái mock up này đây, đây là cái poster này các bạn nhìn này đúng không? Trông nó sang hẳn lên nhé. Đây ví dụ như cái của tập đoàn Nam Cường tôi cũng làm nhé. Thì tôi sẽ phải thiết kế đây cái phần logo làm xong rồi nhỉ, duyệt xong đúng không ạ, duyệt rồi thì tôi phải làm cái mock up ví dụ như điện thoại này, âm bản dương bản như thế nào, rồi là biển vẫy, rồi đây là chẳng hạn là cái quầy lễ tân chẳng hạn đấy, chúng ta cũng sẽ phải làm những cái sơ 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 như thế thì khách hàng mới duyệt chứ không sao khách hàng duyệt được cho chúng ta. Rồi là tiếp đến là cái tóc này nhé, các bạn nhìn này, đây là cái logo Dodo 2 là là khách hàng tôi phải thiết kế vào khách hàng ấy. Đây là biểu tượng của cái kéo đấy. Từ cái đồ tóc này, biển vẫy này và cách đồ mỹ phẩm ta cũng phải làm thiết kế nó đồng bộ như này thì mới kiếm được tiền. Thì nói thật với các bạn này, lấy được mấy đồng của trong thiết kế đâu có phải dễ dàng gì, không hề dễ dàng. Ví dụ như đây là cái mới nhất này, chúng ta cũng phải làm nhưng chúng ta phải bỏ công sức ra đi. Các bạn làm cho các bạn làm có vài lấy có 50 100 nghìn một cái logo của tôi nên chịu các bạn đấy. Các bạn nhìn này, tôi cũng phải thiết kế một cái
dây đeo tài liệu, dây đeo bao, đó. Cái chai nước chẳng hạn này, đấy, cái phác thảo chẳng hạn này, cái túi này, rồi đến màn hình máy tính, áo, sổ chẳng hạn này. Tài liệu chúng ta thiết kế chúng ta phải làm nó đầy đủ, nó đủ bộ như thế chứ không phải làm chúng ta làm chơi 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 đâu, người ta đâu có trả tiền cho cái việc đấy, đúng không? Người ta không trả tiền cho việc chúng ta làm chơi chơi thôi. Rồi là ví dụ như là đây cái 25 năm thì đây nhá, cái 25 năm này thì cái này là giả sử như cái đề của cái thiết kế là đẹp rồi, người ta hoàn toàn áp ốp nó vào các cái bút, các cái ngóc cắt nhá, thì từ đấy chúng ta mới có một cái sản phẩm mà chúng ta bán hàng, chứ chúng ta trưng được những ví dụ này. Đó. Tôi cũng phải thiết kế các cái mock-up này để xếp duyệt chứ, đúng không? Thì các bạn cũng vậy, các bạn sẽ cũng sẽ phải thiết kế một cái ví dụ cái hand này nhỉ. Các bạn nhìn này, tôi đây một cái quyển profile nhé, chúng ta cũng phải làm các cái mock-up này nó để có thể hình dung nhé. Đấy. Thì chúng ta cùng dung, chúng ta các bạn hiểu đơn giản này, cái thiết kế của bạn đẹp thì các bạn phải đưa nó lên kệ, phải đưa lên trưng bày chứ không nó phí đi. Ví dụ cái Sandy chẳng hạn này, đúng không? Chúng ta phải đưa cái Sandy này vào cái không gian này nó mới đẹp chứ. Đấy. Thì tôi giới thiệu một số các mock-up cũng như cái thiết kế mà tôi đã làm thì các bạn có thể tham khảo để mới thấy phù hợp. Ví dụ đây là, đây là cái mock-up của cái thông điệp, đúng không? Đừng chuẩn nhẹ nhàng, cái hình tượng như thế nó sẽ đạt một cái mỉm cười nhé. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái mình là phù hợp để mà làm các cái mock-up và làm thiết kế nó đẹp hơn nữa. Thì cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy cái lời chia sẻ của tôi mà bổ ích thì các bạn có thể đăng ký theo dõi thường xuyên hơn và còn giới thiệu cho bạn bè. Cảm ơn.